Xin được chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Vũ Audio và tiếp tục lên sóng cho các bác về cái mẫu vang số hàng bãi với model cao cấp nhất của hãng Party House DK5000 bản nội địa. Nhưng ở đây thì cái chữ nó không phải là cái chữ Party House đâu các bác nhé. Cái bản này dành cho thị trường nội địa thì cái chữ của nó là chữ Trung Quốc và với cái model của nó là MSPX01 đó. Cái dòng này là cái dòng hay nhất về cái phần mềm so với con bản DK5000 có chữ Party House ở đây. Đấy, thì cái bản đấy, cái phần mềm của nó cũng khác. Chất lượng, linh kiện, nếu như các bác nhìn qua thì nó rất là giống nhau. Nhưng soi kỹ thì nó sẽ có vài cái điểm là khác các bác nhé. Còn về cái chất lượng thì con này là cái con hay nhất rồi. Em đang thử ở trên mic Wootin GMS 900E. Hi 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 6 7 1 2. Hay lắm các bạn. Nếu như các bác mà chơi vang số cao cấp như thế này, các bác dùng thêm một con bộ mic như thế này thì em bao hay cho các bác nhé. Mic này nó rất là hay, hay hơn dòng Beyer rất là nhiều. Beyer 790 đã là thuộc cái dòng hay nhất rồi, cao cấp nhất rồi. Nhưng khi đã sử dụng sang cái dòng Wootin GS 900E này thì các bác, em đảm bảo cho các bác là không hay em tặng các bác luôn, kể cả vang đó. Em thì làm chuyên về vang rồi, mic rất là nhạy. Đây, để xa để vẫn ăn này đó. Cái mic này thì nó có cả tự ngắt luôn nhé các bác nhé, có cả tự ngắt, mình để lâu là nó sẽ tự nó ngắt. Loa thì là loa DMX. Đấy, loa DMX dòng thương hiệu của Italy. Cái con này thì cái model của nó là loa F12. Riêng về loa thì có rất là nhiều model, anh em thích về loa thì cũng phải tìm hiểu kỹ nhá. Đây. Con vang này nó rất là hay cái là nó có rất là nhiều cấu hình chế độ. Các bác khi mà mua của bên em ấy, em đã cài đặt rất là nhiều những cấu hình ở trên cái con vang này, nên các bác về các bác chỉ việc bật máy lên là sử dụng thôi. Đây, chuyển sang chế độ mà chuyên nghiệp hơn này. Ê, 6, 7, hay không? Sau này chứng tiếng ở mic của nó rất là hay và tiếng vợt của nó thì thuộc dòng đỉnh luôn. Em đã làm một cái video so sánh với lại dòng mixer cao cấp Yamaha 01P96 thì cái tiếng vợt của này ấy, hay lắm, vợt lắm, ngang với cái dòng mixer hơn 20 triệu. Mà trong khi đấy các bác chỉ đầu tư con này chỉ có 4,2 triệu bao ship tặng kèm dây jack bảo hành 6 tháng, một mức giá quá là rẻ đúng không ạ? Rất là nhiều những cấu hình nha, anh em chỉ ấn vào đây này, chuyển chế độ. 1 2 5 6, hay lắm, tiếng hay lắm các bạn. 8 kênh nha, effect về lại kênh mic, kênh music là riêng hết, không có chung. Những dòng vang khác khi mà chúng ta gọi mode ra thì nó sẽ lên cùng với mic, lên cùng với lại music, chung hết. Còn đối với dòng vang này thì đặc biệt là không có gọi là chung riêng hết. Ê ê, 1 2 6 7. Đấy, tiếng hay không? Ê ê, 1 1 1 2 5 6. Đấy, anh em thích vang nhảy nhiều hay vang nhảy ít thì chúng ta cứ chuyển mode nhé. Và con vang này thì về cái mức độ chống hú của nó là đứng đầu rồi. Đấy, hai bo vị chống hú nó đứng đầu ở trong tất cả những cái dòng vang trên thị trường hiện nay. Đấy. Khi các bác lựa chọn những dòng vang như thế này thì anh em chơi không bao giờ phải lo cái vấn đề là lỗi mốt, anh em cứ chơi hàng chục năm nữa không phải nghĩ. Đấy. Tình trạng thì còn rất là đẹp, giá 4,2 triệu bao ship tặng kèm dây jack anh em nhé, bảo hành 6 tháng. Rồi, các bác có nhu cầu thì liên hệ cho Minh Vũ. Chào các bác nhé.